thân mến chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Kim Minh ngày hôm nay nha. Thì ngày hôm nay Minh sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người về cái cách làm intro của Minh như thế nào. Thì có rất là nhiều người hỏi là Minh ơi, em làm intro như thế nào vậy và cái cách làm ra sao. Thì ngày hôm nay em sẽ làm một cái video cụ thể, em sẽ chỉ cho tất cả mọi người trực tiếp là mình sử dụng ứng dụng nào, hoặc là các bạn có ứng dụng nào các bạn có thể làm được intro. Thì mời tất cả cùng theo dõi video của mình ngày hôm nay nha. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại nha. Thì có rất là nhiều anh chị em mới tập tành làm YouTube thì cũng có hỏi Minh là Minh ơi, cái cách em làm YouTube và cái cách em tạo cái intro như thế nào. Thì mọi người biết không, em chỉ tạo intro trên chính cái điện thoại của mình. Và kể cả là mấy hôm nay em có mới làm một cái làm kêu bằng cái logo dành cho cái video của mình đó các bạn. Thì mình cũng làm trên chính cái điện thoại của mình. Thì làm như cách như thế nào thì em sẽ chỉ tất cả mọi người ha. Mọi người cùng. Rồi, đây là một cái màn hình mà cái kênh YouTube của mình đây các bạn. Thì mình thường tạo cái intro như thế nào ha. Thì bây giờ mình sẽ bấm vô thử cho tất cả mọi người xem ha. Để mình xem qua cái video nào ở đây. Ok, bấm đại vô một cái video đi biển này ha. Ở cái video này mình sẽ share lại cho các bạn xem ha. Đây là mở đầu, thì thường mình sẽ để một cái đoạn video để giới thiệu về cái cuộc hành trình khi mà mình đi chơi. Đây gọi là intro nè các bạn. Và cái lúc mở đầu như thế này các bạn, thì mình muốn giới thiệu là kênh của mình là về cái gì, thì cái phần mở đầu á nó như vậy đó. Thì cái phần mở đầu này mình sử dụng á, là mình làm trên cái lớp máy tính. Nhưng mà thời gian đầu mình có những cái video, mình có những cái video của mình thì mình làm từ cái điện thoại. Đây, mình sẽ cho tất cả mọi người xem ha. Đây. Đó. Các bạn thấy không? Cũng khá là đẹp. Đó, mọi người thấy không? Và đây thêm một cái nữa. Nó cũng rất là đơn giản. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình chỉ cho tất cả mọi người ha. Bây giờ trước tiên là các bạn phải có một cái ứng dụng để chỉnh video cho mình. Mình thì mình sử dụng cái ứng dụng này các bạn. Mình sử dụng cái ứng dụng này ha mọi người. Đây, mình thì mình sử dụng cái ứng dụng này. Và cái ứng dụng mà chỉnh hình ảnh thì mình sử dụng cái ứng dụng này. Hoàn toàn đều miễn phí nha mọi người. Thì cái phần mềm chỉnh nó cũng rất là giống nhau. Cái phần mềm nó cũng khá là giống nhau. Nhưng mà bên Viva Video thì các bạn phải mua bản quyền thôi. Và cái phần này mình xài, mình không sử dụng bản quyền. Bây giờ trước tiên là các bạn hãy lên trên mạng và các bạn search cho mình cái tên của cái intro. Intro nè. Đây các bạn. Khi mà các bạn lên cái trên trang mạng, các bạn bấm intro thì nó sẽ ra một rất nhiều cái intro cho các bạn. Và cái mình cần ở đây đó là cái intro no test đây nè các bạn thấy không, ở trên đây nó có nè, là không có chữ các bạn ha. Bây giờ mình sẽ bấm đại một cái cho các bạn xem ha. Đây là cái trang của người ta. Người ta quảng cáo, mình cho qua đi ha. Đây các bạn. Thì các bạn có thể tùy chọn một cái mẫu nào mà mình thích. Đó, ví dụ như cái mẫu này. Thì cái dòng chữ sẽ gắn vào đây. Đó, cái đó là một chiếc xe chạy ngang. Rồi, cái phần thứ tư này. Đó, thì mình hãy tải một cái về. Ok. Trong khi các bạn tải về á,
Ví dụ như trên cái điện thoại này các bạn tải xuống thì nó sẽ đòi hỏi mình là phải trả tiền đúng không? Mình chỉ cho tất cả mọi người á là mọi người lên cái và các bạn đi vào các bạn tìm vào cái trang web Cốc Cốc. Các bạn dùng cái trang web Cốc Cốc và các bạn lên trên YouTube. Đây, các bạn dùng một cái trang web Cốc Cốc như thế này, các bạn lên YouTube. Là cái này là mình đang hướng dẫn cho tất cả mọi người là bên cái điện thoại, bên cái laptop đó nha. Nếu như cái điện thoại của bạn có thể tải về được thì ok. Còn nếu như cái điện thoại của bạn tải về không về được thì mình hãy sử dụng một cái laptop. Rồi khi mà các bạn lên Cốc Cốc, các bạn bấm vô cái trang Cốc Cốc và các bạn bấm vào cái trang web là YouTube. Và khi mà các bạn tải YouTube về á thì ở bên cái góc Cốc Cốc, ví dụ như bên cái video như thế này đi. Ví dụ như ở một cái video như thế này thì các bạn biết không, bên Cốc Cốc là ở trên góc này, trên laptop trên góc bên đây nó sẽ có một cái phần là tải về, tải cái video đó về. Thì các bạn tải về và các bạn gửi cái message là cái ví dụ như các bạn sử dụng cái phần mềm message là Messenger nè, Messenger của Facebook chẳng hạn đó, các bạn gửi về phần mềm của Messenger xong rồi các bạn gửi qua bên đây. Rồi các bạn ví dụ như các bạn gửi bất cứ ai trong cái người quen của mình hay gì, hay gửi qua trang của mình gì đó, xong rồi khi mà mình lên đó mình tải về. Như đây mình cũng hay thường gửi như thế này nè các bạn, đây nè các bạn, đó mình gửi những cái tài liệu như thế này, bắt đầu các bạn bấm vào và bấm vào và các bạn tải về đây nè. Đó, khi các bạn bấm như vậy là các bạn sẽ lưu lại, lưu ảnh hoặc lưu video lại ha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ thoát ra. Khi mà mình có một cái tài liệu, có một cái video gốc cho mình rồi thì các bạn đi vào album, các bạn đi vào album của mình thì nó sẽ có những cái file hình giống như này các bạn, giống như thế này ha, nhưng mà nó không có cái dòng chữ, nó không có dòng chữ ở phía trong. Rồi làm cách nào để cho có cái dòng chữ phía trong và chạy cái tên của mình thì bây giờ qua tới cái phần này mình sẽ chỉ cho tất cả mọi người. Thì mình chỉ thì nó hơi dài dòng nhưng mà khi mà các bạn làm thì nó sẽ ngắn gọn hơn, nó đơn giản lắm. Nhưng mà tại vì mình muốn chỉ cặn kẽ với những người nào đó chưa có biết về cái công nghệ mà mù công nghệ thì cũng có thể làm được luôn ha mọi người. Thì ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người cái cách ghép cái video như thế nào nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chọn về phần video làm mới và mình chọn một cái video mà khi mà nãy mình đã tải về rồi, bấm vào duyệt. Đó, để mình zoom hơi nhỏ này chút xíu cho các bạn xem. Rồi, ok, mình sẽ cho nó like video. Đây, các bạn thấy không? Nó lên rồi đó. Rồi ok, ví dụ như mình chọn cái video này đi, mình sẽ cắt cái khoảng này ra, mình sẽ cắt cái đoạn này, mình cắt cho nó tới ok tới cái phần màu đen này ha. Rồi khúc này mình cũng kéo luôn, mình kéo mình cắt cho tới cái đoạn mà nó kết thúc ha. Rồi đó, nó có một khúc như vậy thôi, mình chọn và mình giữ lại cái đoạn đó thôi ha các bạn. Ok, rồi bây giờ mình sẽ cho nó like. Đó, mọi người thấy không? Thì cái phần mà mình cần bỏ vào, cái phần mà mình cần bỏ cái chữ vào đó là cái đoạn này, cái đoạn mà nó chưa có phực cái ô màu trắng ra. Đó, cái đoạn này đi ha. Rồi các bạn bấm cái phần văn bản, bấm vào ví dụ như tên của mình đi. Rồi cái form chữ đây, ví dụ như cái tên của mình đi à, các bạn thấy không, là cái phần này các bạn có thể chọn là văn bản, văn bản các bạn muốn cái chữ nó như thế nào, màu xanh, màu đỏ, màu vàng gì đó,
các bạn chọn đó, tùy theo sở thích của mình. Rồi xong rồi tới cái phần biên giới là cái dòng ngoài đó các bạn, cái dòng ngoài nó là các bạn muốn chọn màu gì, tím màu gì đó. À, đó đó, ví dụ như vậy đi. Ừ rồi ok, rồi cho màu đỏ này cho nhìn nó nổi nổi chút. Rồi xong, ví dụ như giờ các bạn đã chọn xong thì bây giờ mình, bây giờ mình chọn xong rồi đúng không? Bây giờ mình trở qua chọn tới cái phần mẫu chữ, cái form chữ mà các bạn muốn, ví dụ như form A, form B gì đó. Đây, bây giờ mình kéo lên nè, mình kéo lên rồi mình coi cái form chữ của nó. Rồi, ví dụ mình chọn form chữ này đi. Rồi tiếp đến là các bạn thấy cái phần mà nó chọn là cho cái chữ nó chạy vào á, thì hầu như cái ứng dụng nào mà chỉnh video nó đều có cái phần như thế này hết các bạn. Ví dụ như các bạn muốn cho cái form chữ nó chạy là từ ở trong túa ra ngoài thì mình chọn vào đây và mình sẽ cho nó like thử các bạn đó, các bạn thấy không, túa ra ngoài. Rồi cái phần zoom nhỏ lại thì nó sẽ zoom vô đó, zoom vào. À, hoặc là chạy ngang, chạy ngang đó, các bạn thấy không, đó nó sẽ có rất nhiều phần, hoặc là chạy xuống đó đó. Thì mình chọn sao mà cho nó phù hợp với cái video của mình, ở phía dưới này nó cũng có nè các bạn đó, nó rung lên ha, rồi lắc lư nè đó, lắc lư. Thì các bạn phải chọn cho nó phù hợp với cái intro của mình tải về và phù hợp với cái âm nhạc và cái nhịp điệu ở đó. Đó các bạn thấy không? Ừ, rồi ok, mình sẽ chọn thử cái này nha. Rồi mình cho nó like cái video ha. Thì cái phần chữ này nó khá là bự, mình gom cho nó nhỏ lại, zoom cho nó nhỏ lại. Cho nó lọt vô trong cái khung chữ này. Đó, các bạn thấy không? Bây giờ thử cho nó chạy nha. Ừ, các bạn thấy không? Nhưng mà mình vẫn chưa vừa ý lắm thì mình sẽ chọn lại. Mình chỉnh nó lại ha. Sửa nó. Rồi sửa, ví dụ như giờ mình không có chọn cho nó rung nữa mà mình chọn theo kiểu là cho nó túa ra ngoài ha, đó nó túa ra ngoài vậy đó. Rồi mình để cho nó like nha. Rồi thì cái đoạn này nó kết sớm quá, các bạn thấy nó kết rất là sớm, cho nên cái phần này mình có thể kéo ra như thế nào cho nó kịp. Ok rồi. Bây giờ mình sẽ kéo cái đoạn này ra cho nó kịp với cái đoạn kết của video. Ok, xong. Rồi, mình cho like nha. Nếu vậy là cái đó nó gom vô thì mình sẽ chọn cái gom vô nha các bạn. Cái này á, thì các bạn chịu khó, các bạn chỉnh đi chỉnh lại nhiều lần nha các bạn, đừng có hấp tấp nha mọi người. Sửa nó ha. Bây giờ nó gom vô thì mình chọn cái gom vô ha. Ok rồi, cho nó like thêm một lần nữa. Các bạn chịu khó làm xem có nó đã phù hợp chưa, nó phù hợp và nó khớp với cái intro của mình đã làm chưa. Đó các bạn thấy không? Ok vậy ha, được ha. Rồi bây giờ mình muốn là ngay cái đoạn đầu này, ngay cái đoạn mở ra này nó sẽ có một cái dòng chữ nữa, cho nên mình sẽ bỏ vào đây thêm một cái dòng chữ nữa, ví dụ như là cuộc sống Mỹ. Mình sẽ chọn cái form chữ, chọn cái form chữ là ở đây là cái khung nó màu tím, thì mình chọn như thế nào cho nó phù hợp với cái khung này ha. Đó mình chọn cái nền màu trắng và cái biên giới màu tím đó, cho nó phù hợp với cái này ha.
Rồi mình chọn cái cách là cho nó bung chữ ra. Bung chữ ra. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó like thử nha các bạn. Đó, đẹp chưa? Các bạn thấy đẹp chưa? Đó, vậy là mình hoàn thành cái intro của mình rồi các bạn. Đó, thấy không? Rất đơn giản. Rồi, cỡ mình chỉ cần share lại thôi. Lưu lại. Lưu lại. Và chờ cho nó. Đó, chờ cho nó lưu lại hoàn thành cái thao tác của mình thôi. Đúng chưa? Các bạn thấy không? Rất đơn giản, không tốn kém gì hết. Đó, vậy thôi. À, mọi người có thể sử dụng với tất cả các ứng dụng Viva Video nè, rồi hay bất cứ cái gì đó thì các bạn có thể sử dụng ứng dụng đó. Còn về cái phần logo này, nếu như các bạn muốn quan tâm về cái cách làm logo như thế nào thì các bạn hãy comment phía bên dưới và đón xem cái video tiếp theo. Mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người cái cách làm cái logo để gắn vào cái video của mình như thế nào và cách gắn như thế nào để hoàn chỉnh một cái logo nha các bạn. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video của mình ngày hôm nay. Nhớ đăng ký, like, subscribe, ủng hộ kênh cho mình nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại vào những video sau. Chúc tất cả mọi người thành công và làm được cái intro thật là đẹp và vừa ý mình nha. Bye bye.